Và sau đây là những điểm nâng cấp đáng giá trên Honda Airblade 2023. Mời mọi người cùng xem video này với mình. Đầu tiên sẽ là những nâng cấp về mặt ngoại hình trên Airblade 2023. Dễ thấy nhất là phần ốp bên hông xe này mọi người. Ở đây sẽ là thiết kế hình chữ X thay cho thiết kế hình tia sét ở phiên bản trước. Và thiết kế này thì mang lại lợi ích gì mình sẽ chia sẻ cho mọi người ở trong phần 2 của video này nha. Ở dòng xe Honda Airblade 2023, ở phần phục sau xe được thiết kế mới có hem nắp chụp nhựa phía trên. Dè sau của xe cũng được thiết kế hầm hố hơn và có vị trí mắt phản quang được dời từ phía dưới này lên trên đây. Ống xả được thiết kế to và hầm hố, vuốt cao song song với đuôi xe tạo cảm giác khỏe khoắn. Một thay đổi dễ thấy nữa là phần thiết kế của ốp lọc gió nó đều được kéo dài ra phía sau và góc cạnh thể thao hơn. Về phần trang bị trên mẫu xe Honda Airblade 2023 sẽ có những nâng cấp như lại trong cốp này đi. Chúng ta sẽ có thêm cổng sạc USB Type A vô cùng tiện lợi ngay đây nha. Kế bên sẽ có một đèn LED soi trong cốp giúp ta dễ thao tác hơn trong buổi tối. Và ngoài ra cốp xe được tăng thêm dung tích 0,5 lít giúp chúng ta rộng rãi và chứa đồ nhiều hơn. Một nâng cấp nữa ở hệ thống an toàn trên xe đó là vòng cảm biến ABS được tích hợp vào trong cái đĩa xe luôn. Xe được trang bị công nghệ ESP cộng với động cơ 4 van tăng cam thủy lực giúp tối ưu hiệu suất của động cơ cho chúng ta những cú thốc ga mạnh mẽ. Một nâng cấp ở trên khóa Smart Key của chiếc Airblade 2023 này là các bạn chỉ việc nhấn vào núm khóa và mở xe lên thôi. Không cần phải nhấn nút đề giống như ở phiên bản trước. Và ngoài ra cũng trong chiếc cốp này trên dòng xe Honda Airblade 2023, phần bình điện của xe được dời vào vị trí ngay trong cốp giúp chúng ta dễ dàng thao tác trong quá trình sử dụng xe. Và một nâng cấp rất đáng giá trên Airblade 2023 là thiết kế ốp bên hông thân xe này hình chữ X, chừa cho chúng ta diện tích để có cái nắp này và cái nắp này để mình dùng cái điếu này ở trong phần cốp xe, mình mở được cái buggy rất dễ dàng thao tác. Với những nâng cấp trên thì các bạn thích nâng cấp nào trên Honda Airblade 2023, mọi người để lại ý kiến bên dưới phần bình luận cho mình và Đạt cùng biết nha. Ngoài ra đối với dòng xe Honda Airblade còn đang hỗ trợ phí trước bạ lên đến 2 triệu đồng khi các bạn mua xe tại hệ thống Hồng Đức nữa nha. Và các bạn mua Airblade thì còn được tham gia chương trình quay số tài lộc với 99 giải đặc biệt là xe SH350. 999 giải nhất sẽ là xe Honda Vision. Đối với dòng Honda Airblade cũng đang hỗ trợ trả góp với lãi suất cực kỳ ưu đãi cho các bạn luôn. Và các bạn mua Airblade này thì cũng còn nhận được một gói quà tặng trị giá 800 nghìn tại hệ thống Hồng Đức của mình. Mọi người quan tâm Honda Airblade cứ liên hệ với mình qua số điện thoại đang hiển thị trên màn hình nha. Mình và Đạt xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Hồng Đức cùng bạn trên mọi nẻo đường.